Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi lấy cái roi ta chọc địch bò, bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi lấy cái roi ta chọc địch bò, bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi. Ơi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc rồi đấy, đi một tí không sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Lại đi tắm sông, chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi chết cho chả cho thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì trong quách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mát trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con thằng bi và chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chendi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ, đăng ký tại cửa hàng, điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi lấy cái roi ta chọc địch bò, bò đứng dậy đi luôn.
Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Ơi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc rồi đấy, đi một tí không sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên chỗ trà chỗ thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian, mà lăn đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì tương oách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mát lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, chết không gì. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu.
Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Sông. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi chết chó chả chó, thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia, đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian, bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ý nì trông oách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mát trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, chết không gì. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá.
mùa hè về là lại đi tắm sông. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Mùa này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên chỗ trà chờ tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia, đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian, bà Lan đi qua bờ sông đã thấy bọn bay. Đùa nghịch dưới nước còn dìm sông kéo nhau, bờ sông bao nhiêu hiểm nguy sao cấm được ta. Cậu ơi, chơi không? Hôm nay về nhà chung em. Ý một tí thôi. Biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kéo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ý nì trong quách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn trâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau.
Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên trong trà thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đã thấy bọn bay, đùa nghịch dưới nước còn dìm sông kéo nhau. Bờ sông bao nhiêu hiểm nguy sao cấm được ta. Cậu ơi, đi chơi không? Hôm nay về nhà chúng em. Đi một tí thôi. Biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kéo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì tiếng quách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chendi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn trâu. Thì buộc rồi đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm
giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên trong trà, thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về, đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên, đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông, đã thấy bọn bay. Đùa nghịch dưới nước còn dìm, sông kéo nhau. Bờ sông bao nhiêu hiểm nguy, sao cấm được ta. Cậu ơi, đi chơi không? Hôm nay về nhà chúng em. Ý một tí thôi. Trò đặc biệt là trò chơi bắn bi. Ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to. Còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu 100 cây? 2.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kéo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ịnh nì trông oách nghề. Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Đi gói cước giá rẻ cho giới trẻ, đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi lấy cái roi ta chọc địch bò, bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi lấy cái roi ta chọc địch bò, bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông. Mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu. Không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông. Vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài. Đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên trong trà, thử tao chạy với đê. Giờ này mới
tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ịnh nì trong quách nghề. Việc theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về trước. Lay 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 lay. Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, bọn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông. Mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu. Không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông. Vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài. Đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi chết chó chả, thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về, đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên, đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu, đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông, đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng
chúng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì trong quách nghề. Việt theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 lay. Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, bọn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, chết không chị. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăm bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông. Mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu. Không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông. Vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài. Đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên chỗ trà, chờ tao chạy với đề. Giờ này mới vác mặt về, đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên, đi hút người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu, đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông, đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi. Ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo.
thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ịnh nì trong quách nghề. Việc theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên trong trà, thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về, đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên, đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu, đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông, đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1000 đồng được một viên mắt to, còn 1500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1200 kẹo với cả kem. Nhược mày
nghề. Việc theo trendy gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 lay. Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng, điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi... Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai. Mày trèo lên, tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi, rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên trong trà, thử tao chạy với đề. Giờ này mới vác mặt về, đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên, đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu, đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông, đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì trông oách nghề. Việc theo trendy gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa.
lay 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 Con trốn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi và chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng, điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chọc bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Anh đi chăn bò, cậm cây roi thật to. Bò không đi... Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên chỗ trà chờ tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ảnh mì tương quách nghề. Việc theo trendy đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 lay
biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng, điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi... Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên chỗ trà chỗ thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ịnh nì trông quách nghề. Việc theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa?
con trốn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con thằng Bi và chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăm bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn trâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí không sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Sông. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi chết chó chả, thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu. Tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì tiếng quách nghề. Viettel Trendy gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao, diều ơi sao mát trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trốn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con thằng Bi và chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Chết.
Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng, điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăm bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn trâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên trống trà thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào húng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua, bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ý nì tương quách nghề, Việt theo chen đi gì đây, ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mát trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Trendy, gói cước giá rẻ cho giới trẻ.
Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chọc bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí không sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên chỗ trà chờ tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì trông oách nghề. Việc theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó bọn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn.
Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Ơi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Thôi trên chỗ trà chờ tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Được mày ơi ngó ịnh nì trông oách nghề. Việt theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mai trắng lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về trước. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tặng bi với chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu.
Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu. Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Chiều nào cũng một lũ dân đông, mấy đứa biết bơi toàn sóng phi cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chắc nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm chờ lúc quần áo khô. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên tao đứng đây trông. Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ. Quỳnh trên trong trà thử tao chạy với đê. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay cháu bị điên đi đi húc người ta. Làm gì ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn con ngã vào vũng nước. Này thì nước mấy tuổi đầu đã dối gian. Bà Lan đi qua bờ sông đi một tí thôi. Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi. Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng, sau mỗi trận anh chất đầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu? 100 cây. 2.000. Thôi lấy luôn ảnh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua. Bà ơi cho con 1.200 kẹo với cả kem. Nhược mày ơi ngó ịnh nì trông oách nghề. Việt theo chen đi gì đây? Ô trông thật hay. Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông. Diều ơi bay cao diều ơi sao mát lên. Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to. 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về chưa. Lay 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 Thế con đã biết tội của mình chưa? Con đi chơi không ở nhà chồng em. Còn gì nữa? Con trộn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con thằng bi của chúng nó còn lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan. Ôi giời ơi, chết không gì. Ngu chưa? Ai bảo khai hết ra? Thôi, chịu khó ở nhà 2 tuần đi nhá. Chen đi, gói cước giá rẻ cho giới trẻ. Đăng ký tại cửa hàng điểm bán Viettel trên toàn quốc. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. Đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi, lấy cái roi ta chọc địch bò. Bò đứng dậy đi luôn. À, đi chăn bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi. Chơi không? Đang chăn sâu. Thì buộc nó đấy, đi một tí có sao đâu.